Ayúdame. Tài xuống hết chứ, tài xuống ba cái chứ, tài xuống ba cái chứ.
của
bứa lắm. Thank you.
màu nữa, màu khô. Mình thấy màu cũ, màu đầu tiên sớm cũng được. Thank you.
được nhưng được không thôi. Cái con này nó không cù lắm. Thank you.
quá. Đó là một năm bồ không một bồ đi. Đó là không một bồ trọng gì, đó là trong vòng quá là được năm bồ. Thịt đông, rau muống, chả trứng, mì cơm. Thịt đông, rau muống, chả trứng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa đặt được mọi người. Bao lâu cháu đặt được này? Dạ, con đã đặt được rồi. Thank you.
Con làm mua mới làm lại cái hôm mình chỉ làm khi con chỉ ngủ thôi.
tất cả những việc chị làm khi mà chị làm nó có chị đều ngủ chị mới làm được anh biết không? Anh mình có đóng sẵn rồi. Sẵn đóng sẵn. Đóng như nhìn được diện. Diện được rồi. Đóng như được diện. Đóng sẵn là nằm chưa bỏ lên đâu. Thank you.
đây này, đó cái tóc nó bỏ kia, cái thằng đi nghỉ trải á, chị đi đây nè, đây này đang ngủ, ba cù này là đi này nó nhẹ 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 lép ok đó, ba cù này được là đi, trong ba phút nữa thấy, không, thằng tại cũng nó nhiều lắm á, bé dần là bé hẳn. Tiên dưới và đúng nhất. Dễ, công việc thôi. Hai trâu tái qua đường cũng dễ lắm. Hôm nay hàng lại lớp 16 tuổi ra tới có thể hẳn thôi. Chị cũng thể tưởng là tuổi của hẳn nhưng mà sao với cái tên tuổi mà. 5 tuổi ạ. À, được 5 tuổi. Cảm ơn. Mà cho anh kiểu kia. Mà cho bị quá lập mồm rồi đó. Vâng. Con lại anh đợi ra chù cái đít gái với bé phái cũ cái đít rồi mà ngồi xuống miếu máu bò 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 ngoài mẹ kéo kéo rồi đi không? Phong của giám đốc. Hả? Phong của giám đốc. Tốn cái gì thế? Đâu? Mang đi con tôi lộ tới tao nữa. Một lần nữa. Một lần nữa. Là tao. Là tao sẽ không bao giờ nhìn được nhiều người. Nhưng với lý nữa. Ủa, điên à? Điên gì? Tự nhiên điên rồi. Nói chung là bao nhiêu người. Tự nhiên biết thôi, gọi không rồi. Mình nhìn mặt tao, tự nhiên chị Nhi à. Chị coi được rồi. Thầy chị vẫn là qua chị Nhi. Chị Nhi chị kiểu cùng 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 nhau á. Chị Nhi bước bước. Chị Nhi là kiểu bốc lơ. Đúng không? Bốc lơ chứ đúng rồi. Đại hoang, không kiểu đại hoang lên. Cái đại hoang lên. Nhưng mà nào? Đại hoang là... Chị không nhìn gì luôn á. Không nhìn gì hoang lên, chị gơ rồi. Hả? Gơ, em ghi chữ gơm á, em ghi chữ hoang, chữ gơm, chữ... Hoang gơ, hoang gơ. À, em ghi chữ nớ. Hoang security. Alo, em hỏi bác sĩ của chúng tôi. Bác bảo tử hóa hả? Nghe là thế, hay chị bình thường hả? Mà Vi đang điện đó là số chứ hả? Vi có ai điện em á? Nhưng mà chị vẫn chưa biết. Mà chị vẫn chưa biết em á. Mà ngay này. Vi từ đó có em ở Zalo em nhưng được số không quen quen em được đó số chứ. À. Thì ra là chọn chị. Đồ đại học mà chị. Thôi.
chị đang bằng đại học là em thua chị. Mình làm chưa có bằng đại học. Mình học lớp 3 nghỉ đi. Mình học lớp 3 nghỉ. Chưa tục nghiệp được đi, tao chưa thấy tục nghiệp được. Cái gì? Tao chưa thấy tục nghiệp cũng học phổ thông. Chị có bằng mày buồn nữa chứ. Chị học đại học không được. Mày học lớp 3 không nghỉ học. Chị là chuyện mình phải đi học đại học ấy. Ừ. Chỉ có chị Nhi mà không chị mang đại học thôi. Đang kiểu tỏ không đi sinh đẳng thôi. Ai thì chị Nhi có đẳng thôi. Mang đại học không? Con hai chị đi đây mới chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Ê em không mặc nợ học kỳ của năm lớp ba nữa. Năm năm mấy năm nợ chị. Bây giờ bông tao lên lại bằng tốt nghiệp á, tôi đâu có không hồi vô chứ. Này gì? Lại đánh được đồ đại học gì? Chị còn học đại học đó mà. Chị marketing cơ. I study. Huế collection. Huế business. Economic. Yes, you need. Kini chi? Chị đang làm gì? Em nhớ cái tên cậu học cố nữa không biết làm. I study economics. Yes, you need. Thưa lát, em nhớ mấy cái câu nữa đó, em nghĩ được mấy nè. Này, I study, cho em nhớ đi, em nhớ đúng thì có phải là bản thân số khác này. Yes, you need, it's not with me. Nào, tính thể hiện nó để thơ lai, chỉ cần nó được. Thì tao có nhận. À, thì thơ lai, economic, as business. Business, còn được cái gì hả? Yes, you need. Marketing cơ. Marketing cơ. Nhưng mà sẽ được lúc với tay. Trình đồ đại học những gì? Ờ. Trình đồ đại học làm chuyện nè. Này. Marketing cơ gì hả? Marketing cơ. Mình cơ hai bài hả? Là về chuyên môn về marketing bộ băng cơ. Marketing cơ. Ê, tự nhiên cái nấm nó của em bị gì lắm. Chị đi vô marketing, chị được học bằng cái loại rồi. Chị đi vô thương mại, chị thương mại đó. Chị vậy biết không, cái nấm của chị đó. Thảo Thiên tổng đi kinh doanh, xong rồi vô đi marketing. Đó, là cái nấm chị đó là nữa. Cái nấm của em là em học thương mại. Em ơi, em có tưởng là em chữa cho em được cái quả kinh doanh. Xong rồi quả thì bên trong người ta là quả thì đến người tổng hợp đưa đi con. Vậy nhưng mà vô mẹ này thì chuyện phải đi vô. Mà em không tưởng như nữa. Mẹ, năm mẹ em tổng hợp lớn. Ừ, năm sau chị bỏ ngày em đỡ. Năm sau là thi viên xong lại là mình đi tổng hợp. Là cũng còn đang lặng tính nhưng mà em thi viên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì bởi em phải cho làm 2 tiếng đi. Chiều chiều mình đi nắng làm xong bụng rưỡi, từ bụng rưỡi làm tới 5 giờ đâu đâu bụng rưỡi thôi. Mình đi về sớm đã. Ấy một rượu, rượu lắm, để mà làm phải làm một ngày làm được 2 bộ bình thường trước. Thì làm không? Làm bộ bình thường chí. Chứ sẵn em làm 2 bộ được không? Ừ. Làm 2, mình làm 1 bộ là 2 giờ. Làm 1 giờ được. Có thêm bụng bộ, bụng bộ bị chót có thêm à, chỉ mấy bộ nhỏ. Bộ dầu. Làm bộ sợi dầu. Ê, đang nhậm nhấn quả đó bé. Bánh chí. Cô cái tóc nhậm nhấn quả bánh chí. Nhậm nhấn quả bánh chí. Nhưng quả là tham mua được ăn chén, nhưng quả là cục tấy, không biết đến gì cũng. Nhưng quả là nó nhiều bên. Nhưng quả như vậy lắm. Em quên. Hôm nay là chỉ đắp cô cổ ấy. Năm xe cổ vào cái hiệp nữa. Nó chạy to hơn à, nhập lên lại chạy to bét. Nhập vô mà chưa chạy to hơn nữa. Thank you.
tâm của tôi. Để đi bóp là để đi bóp. Nàng thật có nói đôi con tâm của sáng đắm. Ừ, có nhiều. Nàng thật cho tôi. Tao có đơn mới đến vào cái nhà trống ấy.
không thì cũng phải mặt
hạ miệng á, khi nãy chị đang hạ miệng thì không phải chị cách nói là sẽ thấy lửa có mùi thì tất cả hàng sẽ cũng nhiều thôi, hàng cũng có một chút không nổi của em vậy. Thank you.
trong 10 bộ nó bán kìa. 10 bộ nó ăn 20 bộ. Bà coi ai đang gặp tức người thì lính qua cho mà lại và đi đúng em vẫn đang ăn được đó. Cái sáng của cái sáng không?
thì phải nhé. Đừng có đi nhau. Không mai à? Người ta hỏng hồi trưa rồi. Ngồi của ba nữa, chỗ đi đường chắc được không mai đi. Ừ, cái đường đi về. Ơ, dân nhà em đấy. Chị chưa sửa cổ đi đập nhà chị. Mà đập nhà để làm chi ha? Viên chạy, chạy bỏ ở đó, chị cũng chạy làm nóc đó. Chị phải gửi ra đi, mình tin được nữa. Sửa cổ đi làm chi? Mày đi ra đi, đập mà đập nhà đâu. Ai cũng được, của em mới gặp Zalo luôn liền. Video lần sau.